Thời đi bộ đội á, quen cũng được 2 năm, cũng như kiểu xa cách quá rồi nên Con quen ở đâu mà xa cách? là đi bộ đội tao nông An Giang á, An rồi Giang. chợ quê mình ở Bến Tre, rồi quen xa quá rồi cũng xa mặt cách. Thường mới về nhất của con là 2 năm. Ừ. Dạ thì con chia tay là tại vì bên gia đình bên bạn đó không có chịu tiến tới hôn nhân Ừ. nên là thôi con cũng không muốn phí thời gian. Royal, đẳng cấp, sang trọng và an toàn. Em tên là Hồ Vũ Lưng, 27 tuổi, ở Bến Tre. Vũ Lưng làm gì vậy? Dạ con làm điện cơ tại nhà chú. Nhà làm Bến Tre luôn hả Luân hả? Dạ làm nhà Bến Tre. Ở quyền nào? Dạ huyện Bình Đại. Huyện Bình Đại. Dạ. Mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu với mình. Dạ con xin chào chú Yên Linh và chị Ngọc Lan và tất cả quý vị khán giả và cùng bạn nam bên kia. Con là Ngọc Thủy. Con 25 tuổi và hiện tại con đang làm kế toán văn phòng ạ. Con đang ở đâu? Dạ con đang ở thành phố Hồ Chí Minh quận 8 ạ. Bây giờ Luân nói cho Thủy biết điểm mạnh điểm yếu của mình đi Luân. Điểm mạnh của con là biết làm những công việc nhà. Điểm yếu là hơi nhút nhát, e dè xíu. E dè nhút dạ. nhát. Dạ. Rồi mời nhà gái. Điểm mạnh của con là con rất là vui vẻ, với lại là mọi việc con rất là chu toàn. Nếu như cái chuyện đó biết trước là sẽ làm cái gì thì con sẽ chủ động là con làm hết. Còn điểm yếu? Dạ điểm yếu của con thì con hơi nóng tính, hơi nóng vội, không có quyết định được á, phải nhờ một bên thứ ba để mà quyết định. Trời ơi. Dạ. Cái này là mình phải sửa nè. Dạ. Quyết định cuộc sống của mình là mình phải là người chủ động. Dạ. Ý là con cũng có quyết định nhưng mà như có một người nào đó nói vô thì mình có thêm ý kiến, mình suy nghĩ nhiều, mình hơi lung lay ý kiến của mình. Tức là mình nói phải nhờ một người quyết đoán chút ha. Dạ. Bây giờ Luân nói về đường tình duyên của mình cho nhà gái nghe đi. Dạ, đường tình duyên của con là thời đi bộ đội á, quen cũng được 2 năm, cũng như kiểu xa cách quá rồi nên... Con quen ở đâu mà xa cách? Là đi bộ đội tên ông An Giang á. An Giang? Dạ, quê mình ở Bến Tre rồi quen xa quá rồi cũng xa mà cách lòng. Rồi, vậy là mình cũng chưa có gì sâu sắc hết luôn hả? Dạ, cũng chưa chút. Bên đây có mối tình mà đi bộ đội 2 năm trước xa quá, nhưng bây giờ thành phố Hồ Chí Minh cũng xa nha con. Nhưng bây giờ thành phố Hồ Chí Minh cũng xa nha con. Bến Tre với quận 8 nó con thấy xa không? Cũng không xa gì mấy. Không xa gì mấy. Giờ đi đã yêu thì cũng xa đâu con. Thật ra tình yêu nó không có chuyện xa gần ở đây. Đúng rồi. Quan trọng có yêu nhau hay không thôi. Do cái lòng của các bạn xa hay gần thôi. Đúng rồi. Mời nhà gái. Nhà gái thì sao? Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, con thì được khoảng 2-3 mối tình à. 2-3 mối hả? 2-3 mối là 5 mối lần đó. Dạ, 3 mối cho cụ thể. Khá quá hả? Dạ. Sao là mối dài nhất là bao lâu à? Thường mối dài nhất của con là 2 năm. Ừ. Dạ thì con chia tay là tại vì bên gia đình bên bạn đó không có chịu tiến tới hôn nhân á. Ừ. Nên là thôi con cũng không muốn phí thời gian nữa. Nếu bây giờ gặp Luân nè, người ta hợp nhau, người ta muốn tiến tới hôn nhân, Luân có đồng ý không hay là chưa muốn? Dạ sẵn sàng chú. Sẵn sàng đúng không? Sẵn sàng. Chưa là ta rút à. Rồi hay quá. Rồi bây giờ mình hỏi luôn là một người như thế nào thì nhà gái sẽ muốn tiến tới hôn nhân nè. Đấy con thì về ngoại hình thì phải cao từ 1m72-75 trở lên. Rồi từ từ, chờ xíu con qua tôi coi cho. Cao dữ vậy? 1m72-75 hả? Nhà gái tôi cao mà. Chào nhà trai. Chào chị. Hơi yếu một chút được không? Yếu là nhiêu chị? Thì nó xém thôi. Hột 5 phân. Xém 70 á, được không? Xém 70 vậy à, mang giày xíu thì cũng được. Được, được ha. Dạ. Rồi, gì nữa? À, ngoại hình không có mập quá, với lại là không hói, không hô. Với lại là không hói, không hô. Không hói, không hô. Được, được, được. Được. Nói chung là nó vừa chạm thôi. Hói thông minh chị. Về bà càm ràm chắc vài năm cũng hói à. Gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho. Thơm mình là... chút mở rào ra mới biết được nha. Cái gì, cái gì? Thơm, phải thơm, để tôi qua tôi hửi vậy. Trời đất ơi, bộ đó gì gặp người không thơm không hả con? Chào chú Quyền Linh. Trời, con gái xinh ha. Dạ. Ủa đó giờ con gặp người không thơm sao con muốn người thơm con? Dạ không, tại con đi ra đường con hay chú ý bề ngoài á.
nên là con muốn chồng con đi kế bên con thì cũng phải tương xứng về phải ngoài. Thơm không? Yeah. Rồi người khác cũng thấy thơm thì sao? Ừ, quan trọng là ảnh thôi chứ con không quan trọng người khác. Ok, quan trọng ảnh thơm là được. Dạ. Yeah. Có cái điều gì không thích ở con trai không? Ừ. Con không thích là bạn nam keo kiệt bủng xỉn với lại là xấu tính quá. Đàn ông mà keo kiệt bủng xỉn mà xấu tính thì được. Với lại gia trưởng. Trời ơi, là dữ dội lắm đó con. Yeah. Thật ra nghe thôi chú cũng ớn lạnh rồi đó. Đàn ông nghe chữ keo kiệt bủng xỉn xấu tính gia trưởng. Có cái nào không Luân? Nghe sao nó mệt quá ta. Hả? Không không. Có là mệt lắm đó nha. Yeah. Nghe chú nghe thôi chú cũng mệt rồi đó. Yeah. Những cái yêu cầu bên nhà gái con đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, đáp ứng được 99% đi. Đáp ứng được 99% đi. 99% dữ dằn. Ngon lành. Đó. Rồi dần, ngược lại phía nhà trai thì sao? Nhà trai mong muốn nhà gái như thế nào? Muốn người bạn gái hiểu chuyện, biết quan tâm gia đình. Đừng tròn quá. Đừng tròn, tròn quá. Tròn hả? Dạ. Không. Có gì được không? Quá chuẩn rồi. Không có trời. Gì này chuẩn hả? Không có đâu. Ơi. Định chơi mình đó nha bạn. Mình là chuẩn nha bạn. Ơi. Hồi xưa mình ốm quá thôi, bây giờ mình mới đầy đủ nè. Ở bên kia nói chung là cô gái rất là xinh xắn. Đầy đặn. Hài lòng đó con. Dạ. Yên tâm. Chú thấy rằng bên kia là 10 điểm không có nhưng á. Đổi gì nữa không? Dạ như đó là đủ. Như đủ rồi đúng không? Dạ. Ừ, nửa kìa. Nửa là áp lực liền. Đi với ai? Dạ đi với bạn thân với thằng em. Rồi bạn thân với thằng em. Bạn nào thân đâu? Dạ em chào chú Quyền Linh với Diền Ngọc Lan ạ. Bạn thân của mình dạ. Nó tính tình nó làm sao? Dạ nó hiền lắm vậy. Nhiều chuyện nó có biết tao là hỏi em không? Như đi đâu này kia là không biết, cứ điện thoại hỏi em này kia em chỉ. Rồi em thấy bạn gái bên đây cũng được ạ, cũng xinh ạ. Nếu mà sau khi gặp mặt này nhìn hay suy nghĩ thật kỹ quyết định nếu cho nhau cơ hội bằng bấm nút nếu có thể tiến tới hôn nhân ạ. Ổng đi nói giùm ta mà ổng còn run cỡ đó. Kêu ổng lên trên đây ổng ngồi sao ổng nói. Rồi. Cảm ơn. Thủy đi với ai? Dạ, hôm nay con đi con mình. Trời ơi, thấy thương không đi con mình. Để đó đi, có chú Linh với lại cô Lan lo. Mở rào. Chuyện của Luân đó Luân. Đứng lên nào. Lấy tinh thần chuẩn bị. Bước qua nhà gái đi. Cái gì nói người ta nay đi rồi không cũng không kịp tặng quà gì lớn tặng cái môi son này tặng bạn đây là tấm lòng của tôi. Em cảm ơn em nhìn nhận. Dạ. Em quê ở đâu? Dạ gia đình ở Hồ Chí Minh luôn, nhỏ tới lớn. Anh này ở Bến Tre xứ Dừa. Anh ở đó với gia đình luôn đúng không? Từ nhỏ tới lớn ở quê ở đó luôn. Công việc của mình đó là sau này mình có ở thành phố Hồ Chí Minh không anh, hay là mình sẽ ở Bến Tre luôn? Tại công việc hiện tại là đang phát triển ở Bến Tre, sau này mình có cơ hội thì mình phát triển thêm nữa cao hơn nữa. Dạ. Không biết là anh dự định là mình quen nhau bao lâu mình kết hôn, với lại là anh đã chuẩn bị được cái gì để mà mình lập gia đình được chưa ạ? Quen nhau thì mình tìm hiểu kỹ về nhau. Nếu mà hợp nhau thì mình cho cơ hội với nhau được lập gia đình. Sinh lễ thì nói chung là làm mấy năm nay cũng có dư rồi. Dạ. Ta hỏi cụ thể chừng nào, khoảng bao lâu đó, nói thẳng là 1 năm, 2 năm, 3 năm gì đó. Gia duyên cũng được, gia duyên mình cưới nhau cũng được. Rồi bây giờ mà mình hẹn hò sao? Em làm cái đó có ngày nghỉ không? Dạ em thì làm văn phòng thì thường sẽ là em làm giờ hành chính, thì thứ bảy chủ nhật thì em sẽ được nghỉ. Vậy khoảng chừng nào anh mới lên được? Dạ thì thường thì cuối tuần, còn không thì buổi tối thì nó sẽ hơi trễ. Dạ mà anh đi anh về nữa thì đường xa thì em lo. Còn cuối tuần thì thời gian sáng buổi tối thì em thoải mái hơn, lại anh cũng sắp xếp được công việc trong tuần nữa. Nói chung là công việc của anh thì anh thời gian cũng rảnh, tại anh làm tự làm chủ bản thân á, anh dạ. Sắp xếp được công việc. Mời Bến Tre thăm vườn Bến Tre. Với lại tính em thì hơi trẻ con xíu, nghĩa là em có những chuyện em suy nghĩ không có nhìn xa trông rộng được. Em chỉ nghĩ trước mắt thôi. Với lại là em
thích chiều chuộng á. Nhiều lúc thì kiểu không được theo ý mình á thì em cũng hơi giận, hơi khó chịu xíu. Cái đó thì mình nói cho đối phương biết chứ. Thường thì em sẽ nói, với lại em sống tình cảm á. Em cũng thích người đàn ông của em lãng mạn xíu. Bây giờ Luân bước tới nắm tay bạn gái. Nắm hai tay. Hai đứa nhìn thẳng vào mắt nhau nào. Nếu về chung một nhà, kinh tế ai quản lý, tiền bạc ai giữ, trao đổi đi. Nếu mà mình về chung một nhà thì ai quản lý tiền không? Nếu mà em cũng được, anh cũng được, dạ, ai giữ cũng được, miễn là rõ ràng với nhau tiền, chuyện tiền bạc thôi là được. Dạ. Chúng ta có 30 giây nhìn tận đáy mắt của đối phương, cảm nhận xem người đó thế nào. Đây có phải là một nửa mảnh ghép để mình ghép với cuộc đời của mình hay không? Sao giờ anh nói chuyện với em mà em thấy anh như thế không? Em thấy anh hơi rung. Rung thiệt. Dạ. Anh nói chuyện rất là thẳng thắn, chia sẻ rất là chân thành. Dạ, em trân trọng điều đó. Công việc của anh em thấy rất là ổn định. Dạ, với lại là em thấy anh cũng vui vẻ nữa. Dạ, em bạn anh vui vẻ, hiền thì em nghĩ là tính cách của anh cũng sẽ như vậy. Dạ. Ngược lại. Anh cảm thấy em như thế nào ạ? Nhìn thấy em cũng dễ thương, cũng hiền. Nếu mà cho cơ hội thì mình sẽ tìm hiểu sâu hơn. Dạ. Rồi, về ghế ngồi. Đủ để chúng ta đưa ra quyết định của riêng mình. Mời hai bạn để tay vào nút. Chúng tôi không can thiệp vào chuyện quyết định của các bạn. Thích thì bấm, không thích không cần bấm. Nhường nút bấm nó cho người khác. Mà khi đã bấm là chúng ta phải có trách nhiệm với quyết định của mình các bạn nha. Những gì nãy giờ các bạn nói đó. Nào, đưa ra quyết định đi các bạn. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Cùng một nhịp. Chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi nào, Luân với Thủy. Một cặp đôi đẹp đó. Và một nụ hôn đầu tiên để có thể chứng minh cái nút bấm của mình. Làm điều đó đi Luân. Cho anh hôn má cái nha. Trời ơi. Cưng gì đâu á. Nó đưa cái mặt thôi. Nhìn nó cưng thiệt là cưng luôn á. Rồi chúc mừng hai em nha. Ai nói vậy hả? Không ai nói chơi mà. Không, anh chứ dễ thương. Không, anh nghĩ đây là một người cá tính đấy. Nói vậy chứ không phải vậy đâu nha em. Những người nào ta nói ra thấy dễ nhưng không phải dễ đâu. Làm thử đi anh. Cái này khó à. Em ghét gì nhất ở người đàn ông khi mà về sống chung? Em ghét tính y bo, bụng xỉn hay em ra lệnh cho người khác. Em trai em kia có tính đàn bà không? Dạ không ạ. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn cùng chơi. Mình tên là Trần Kế Toàn. Năm nay mình 32 tuổi thì mình hiện là làm quản lý nhà hàng. Bạn quê ở đâu Toàn? Dạ, em ở Sài Gòn luôn chị. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị, em chào anh Quyền Linh, em chào mọi người. Em chào anh bên kia, em tên Lê Thị Kiều Dân, em 26 tuổi, quê em ở Bình Định. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm công việc gì? Dạ, em làm nhân viên kế toán chị. Mình giới thiệu luôn một chút về bản thân mình, điểm mạnh, điểm yếu của em. Dạ, điểm mạnh của em là em là người hơi cá tính. Nói chung là em thích cười, em hay cười và dễ tạo tiếng cười. Đi đâu với em mà em trúng ổ rồi chị, là em cho cười thoải mái, bồ lăn bồ lết luôn chị. Bữa nay chị cũng hy vọng em sẽ trúng được cái ổ nha. Dạ, nói chung em là người ưa sạch sẽ gọn gàng chị. Ai mà về mà em thấy bề bộn á, là em cứ càm ràm để đến khi nào mà dọn cho em là thôi. Dơ dơ hôi hôi là không được phải không? Dạ. Gì nữa không em? Điểm yếu của em là em hay nóng tính. Em nóng tính thì em không thể kiểm soát được cái lời nói của mình. Có khi em sẽ nói làm cho người đối diện nó phật ý. Nhưng mà khi mà xong em lạnh lại là em sẽ suy nghĩ lại. Nếu mà em sai thì em xin lỗi. Mà nếu mà em đúng, em bắt xin lỗi lại em. Thôi. mình chưa biết đúng sai rồi mình làm ta cái hồi mình phát hiện ra mình sai mình có thấy quê không? Dạ không chị, chai mặt rồi chị, tới xin lỗi luôn. Dạ. Nghe giới thiệu bên kia cô gái cá tính ha. Rồi,
mời bạn giới thiệu về điểm mạnh, điểm yếu của mình. Điểm mạnh em là em luôn cảm thấy bản thân em hài hước, làm người ta vui. Đặc biệt là em rất là nhây. Nhây là sao em? Dạ, giống như có một câu chuyện, ví dụ như anh hỏi anh làm vậy hả? Anh làm vậy hả? Em hỏi hoài luôn. Tức là đến khi anh cười thôi, còn anh không cười thì em cũng nói nữa. Khuyết điểm của em thì em tắm lâu lắm. Lâu là bao lâu? Dạ, có khi hơn nửa tiếng. Ủa em làm gì vậy chồng? Dạ, em tắm à. Nhiều khi mình tắm kỹ á chị Cát Tường. Kỹ là sao? Thí dụ em làm gì? Thí dụ ta người ta ào 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 xong xà bông lên. Chị phải chi tiết vô luôn hả chị Cát Tường? Hả? Tức nghĩa là em gọi đầu á chị. Ấy ấy ấy. Đại loại vậy. À chắc ba đứng cái bông gãi gãi từng ngón vậy quá gọi đầu á. Phải không em? Dạ dạ không à. Hay là hát múa gì vậy chồng? Tắm từng ngón chân ngón tay này kia nữa đúng không? Lâu rồi. Trời đất. Không sao, tắm lâu cũng sao, hao nước chút thôi. Nói chung hai bạn này là cũng hoành tráng lắm á. Bạn đâu, hy vọng bạn hai bạn này dân, tức là toàn dân. Hai bạn này gặp nhau cười đâu, hai bạn thử nói chuyện qua lại nhau coi ai ai chọc trúng ổ ai trước coi ai cười. Em trải qua được mấy mối tình rồi? Dạ em được 2 mối tình anh. Anh thì được hơn em, mà không ý là anh được 3 mối tình rồi. Nhiều á. Dạ. Hơi nhiều quá hen. Em thích nhất gì về đàn ông? Em thích men á anh. Sáu múi á. Ủa anh có sáu múi không anh? Anh có tập tạ hồi 6 tháng trước anh có tập nhưng mà nó dồn lại một múi thôi. Vậy hả? Được rồi. Thôi vậy cũng được, anh xài đỡ cũng được. Rồi ngoài chuyện sáu múi em thích nhất gì về đàn ông? Em thích đàn ông ga lăng. Được không? Ga lăng. Dạ được rồi, dư rồi chị. Em không thích đàn ông gia trưởng với lại bảo thủ. Em không có à? À được. Có không? Anh có không? Dạ không à. Ờ được. Nhậu nhẹt gì không em? Anh có nhậu nhẹt gì không? Dạ có. Hả? Có nhiều không? Dạ không à. Không hả? Sao dạ luôn rồi cưng? Dạ em run quá chị Cát Tường à. Không nhậu nhiều sao gì nhậu với em? Trời. Trời chết quá anh ơi. Gặp đối thủ à. Em thua cái vụ đó bên bạn gái đó. Thua rồi hả Toàn? Thua bó tay rồi. Trời. Ủa anh gì? Thích con gái như thế nào? Anh thích con gái có cái chất. Chất đó hả? À, đúng chắc rồi. Là sáu. Nó ngông ngông á. Ờ hay. Là... khùng khùng điên điên á hả? Ờ à, gần giống vậy. Trời ơi. Được không? Dạ được, em có chút chút vậy, không có khùng quá đâu. Ủa anh có thích là con gái nhõng nhẽo không? Không em, không không. Ủa, anh sao không vậy? Thích con gái nhõng nhẽo, anh không, tức là tính anh nhây nhưng mà anh rất ghét gái nhây. Cứ ví dụ mà em nhây nhây vui á, còn mà em về em nhây nhây nhây, anh biết đầu lắm anh chịu không nổi. Lỡ tức... lỡ đâu em vậy rồi sao? Hay chịu luôn chứ sao giờ. À, em có một cái mẫu hình lý tưởng nào về bạn đời của em không? Em ngoại hình sao cũng được à, đừng có tròn quá là được à. Còn với người ta nó múp ma múp miếp dễ thương mà. Múp thôi nhưng mà đừng múp quá được. Bạn đó chỉ cần là ngoan thôi. Nhưng mà đừng hiền quá, phải giữ giữ một tí. Cách tính một tí là tốt rồi à. Ngoan là sao? Kiểu như là tâm tầm tứ đức á chị. Vậy là quá ngoan rồi đó. Cỡ đó. Rồi giờ bạn gái thích mẫu người lý tưởng sao nè? Em thích chững chạc, trưởng thành xíu, kìm được cái tính lầy nhây của em là được rồi. Lầy là lầy sao nữa? Dạ nói chung là em bất chấp á chị. Em hay làm liều á. Làm liều sao? Ví dụ như là bảo hôn mà ảnh không hôn, em hôn ảnh. Oh. Ví dụ hẹn hò đi. Rồi cái em đứng em đợi ảnh hoài sau trước cửa đầu hẻm không thấy ảnh ra. Cái em đi vô nhà ảnh em coi ảnh có bị gì không mà sao lâu tới chỗ hẹn quá vậy. Dạ. Cái em vô nhà ảnh cái thấy ảnh đang còn tắm trong bồn tắm, đứng đợi hoài 15-20 phút anh cũng chưa ra. Dạ. Bây giờ với mức độ lầy của em là em làm gì? Em phá cửa em vô chị. Vô luôn. Được. Được không? Khá được tính chị. Mạnh mẽ. Được đấy. Đường nào không thấy thì chị thấy trước cũng được sao đâu. Ồ dữ nha. Thôi sợ cô rồi đó. Ngoại hình có thích ngoại hình như thế nào không? Qua coi nè. Dạ em thích người cao hơn em khoảng 1m65 trở lên. Bề ngoài thì gọn gàng tung tắc là được. Tại vì em cũng ưa sạch sẽ. Rồi nhìn, hiểu rồi. Nhìn dơ dơ là em cho out luôn á. Đúng rồi. Còn gì nữa không? Dạ hết rồi chị. Nhiều đó thôi ha. Dạ. Ok không? Ok không? Râu ria xồm xoàm. Nhưng mà không biết có dơ không. Đó. Nhìn coi coi. Tắm nửa tiếng. Sợ lắm chị. Chắc chị, là chị cũng ngồi nhổ râu hay đếm râu gì đây. Cao nhiêu? Dạ anh trên 1m7. Sao mình cũng tròn, mình không thích người ta tròn. Hơi hơi thôi chị, em thích hơi hơi lắm á. Rồi bây giờ định giờ chừng nào lấy vợ?
6 tháng năm ấy ấy luôn là được nếu ấy ấy là gì? À, cái tìm hiểu á, trong xong rồi chị giống như tìm hiểu xong rồi để mình lấy luôn người cũng được. Rồi sống thử được không? Có cần sống thử không? À, sao không được chị? Đàn ông mà thử rồi không lấy. Có chứ chị, em có trách nhiệm, chị nhìn em là man mà. Man liên quan gì cái trách nhiệm? À, tức là đàn ông man là người ta phải có trách nhiệm gia đình. Chị đẹp thiệt luôn á, chị đẹp. Thôi chị biết mà. Em không có nhây bằng chị đâu, em đừng có giỡn. Bỏ tập nhây nha. Làm khó quá đúng không? Yên tâm, có anh liên quan coi bên đàn gái thế nào coi nhây. Chào anh gái. Dạ. Ôi dễ thương quá. Ai không nói vậy trơn? Ai không nói vậy hả? Không, anh nói chơi mà. Không, nói chứ dễ thương. Không, anh nghĩ đây là một người cá tính đấy. Nói vậy chứ không phải vậy đâu nha em. Những người nào ta nói ra thấy dễ nhưng không phải dễ đâu. Làm thử đi anh. Cái này khó à. Em ghét gì nhất ở người đàn ông khi mà về sống chung? Em ghét tính đi bo, bún xỉn á, hay em ra lệnh cho người khác. Em trai em kia có tính đàn bà không? Dạ không à. Không. Kỳ bo có không? Ừ, cái đó chắc chắn không à. Hay đổ lỗi cho người khác, chỉ đạo người khác có không? Dạ không luôn à. Vậy với quản lý nhà hàng không chỉ đạo em làm gì? Em chỉ bảo vậy nhưng mà vì làm thôi. Chứ em không ra được, em không ra lệnh à. Được. Anh này cũng dễ thương, nói chung nãy giờ anh cũng hài hước lắm. Em cũng là một con người cá tính mà cũng vui. Dạ. Anh nghĩ rằng hai người cũng hợp đấy. Nếu như mà đồng ý thì em, ảnh đồng ý hẹn hò, em đồng ý hẹn hò thì khoảng bao lâu thì em có thể cho anh bước tới? Nếu được thì làm liền của anh. Trời dễ thương quá. Anh chịu quá đó. Làm luôn nha. Em có đi chung người thân hay không? Dạ, hôm nay em đi với em gái, mấy chị đồng nghiệp với lại trợ lý của em. Thôi, có trợ lý nữa hả? Dạ có. Làm gì có trợ lý như vậy? Dạ, tại vì từ buổi casting tới bây giờ là chị lúc nào cũng đi theo em á chị. Em gái trước đi. Em ruột á hả cưng? Em ruột đi. Dạ em thấy thì anh cũng được, chắc cũng hợp với chị của em. Có gì không ổn không em? Thấy mặt em vẻ nhăn nhăn vậy, em không ổn chỗ nào, em nói đại đi. Chị em thì thích đàn ông hơi trưởng thành mà. Em thấy anh thì nói hơi nhiều. Vậy là chưa trưởng thành đó, ý ta nói vậy đó Toàn. Dạ. Thực sự là đến cái chương trình này thì việc mà chia sẻ với nhau quan trọng là cái điểm vui trước. Còn sự trưởng thành của người đàn ông không đánh giá với nhau là từ 1 hoặc 2 phút. Nên anh nghĩ là như vậy. Anh nghĩ anh đến tuổi anh đủ trưởng thành để anh xây dựng một cái gia đình. Rồi, tới cô trợ lý coi sao. Trợ lý đi theo bữa giờ. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng quý vị khán giả tại trường quay. Thì Dân ơi, chị thấy anh mình này rất là hài hước, lanh nữa và rất là hiện đại. Chị thì lại thấy là rất là hợp với em. Nói về Dân á, thì em nói thiệt là Dân á, là một cây cười của công ty. Cho nên là nhiều khi đang làm trong một cái môi trường rất là căng thẳng và bế tắc vậy đó, thì chỉ cần Dân nói một câu thôi thì cái không khí căng thẳng nó không còn, nhưng mà công việc thì vẫn bế tắc. Sao bạn Toàn, lực lượng của mình đâu? Dạ hôm nay em đi với lại đồng nghiệp của em à. Dạ chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ. Chào khán giả trường quay ạ. Anh Toàn là sếp của em. Cũng như anh Toàn nói, anh Toàn là một người hòa đồng, vui vẻ, ảnh trưởng thành. Mình sếp ha. Chị theo ảnh thì em nghĩ là ảnh không làm chị buồn đâu. Ảnh có cái tật xấu gì nãy giờ anh chưa khai nữa không? Sếp nói em thiệt nha, không có định sếp. Nói đại đi, ổng không có làm gì em đâu lo. Dạ không, biên bản á chị ơi. Biên bản hả? Dạ. Ghê vậy. Dạ không, em giỡn á chứ. Ảnh tốt bụng với lại rất hào phóng. Rồi, cảm ơn em. Cũng được, cảm ơn các bạn. Thôi, cho cặp hài hước này gặp nhau đi. Tính ha. Cảm cặp mặt lên. Đấy. Thời gian, không gian này là của em. Mời hai em. Cái gì vậy? Sao vậy? Không, Em cảm nhận về anh như thế nào đúng không? Không, đâu có đâu. Sao? Em thấy anh sao? Dạ, anh thì nhìn cũng ngon. Nói chung là em nhìn anh là chuẩn men đó. Không sáu múi cũng được. Em nghĩ sao về kết hôn sớm nó sẽ có vấn đề gì không? Khi mà mới quen nhau 1-2 tháng mà mình muốn ấy kết hôn á. Kiểu vậy. Thì ấy ấy là sao? Cái kiểu như mình hẹn hò xong rồi mình kết hôn á. Dạ, tại vì em thấy có nhiều cặp đôi á,
Họ yêu nhau tới 5, 6, 7 năm, nhưng mà họ đâu có đến với nhau được đâu. Còn nhiều cặp thì họ yêu nhau khoảng mấy tháng, nhưng mà họ hiểu nhau, họ thấy hợp tính nhau thì họ kết hôn thôi. Em chất lắm, chất giống mạnh. Thì anh có nói nhiều không? Thỉnh thoảng thôi. Thỉnh đâu nãy giờ thấy luôn chứ thỉnh thoảng. Nói mà chót luôn. Chị thấy gì chứ em mong manh lắm chị. À, bớt diễn đi cưng. Với lại em không nói nhiều. Tức là có một cái vấn đề anh sẽ không nói nhiều nhưng mà anh hay lặp lại thôi. Là có nghĩa là càm ràm á hả? Không, không phải là càm ràm. Tức là một vấn đề thí dụ như em dễ thương thì anh sẽ khen hoài. Kiểu vậy. Đồ, à, cái đó quá, được, cái đó được quá. Mỗi ngày khen ngày đó anh nói hoài luôn kiểu vậy. Mình hát tặng bạn bài tỏ tình này kia, tình cảm là trộm gung lắm luôn á. Ok. Em bắt đầu được chưa? Được, được, sân khấu là của em mà. Em cười cười đi, em đừng căng thẳng, anh gung lắm á. Tại vì chưa bao giờ anh cả trước mặt mọi người đông như vậy. Nếu không hát lên, nặng lòng gia viên. Nếu không nói ra, làm sao biết anh thương em. Ủa? Anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ. Hay là mình cứ vứt cho hết yêu nhau đi. Anh muốn quá chị. Tiếp tiếp đi Đăng, hay mà. Tiếp đi. Anh muốn nữa. Hay. Em thuộc bài như đó. Em còn muốn hỏi anh gì? Đứng hình luôn hả cưng? Vâng. Dạ em. Em biết hỏi gì hết trời. Yêu là một cái cảm giác. Cảm giác là nhìn là thích. Kéo màn là ấy ấy cơ xúc lắm luôn rồi đó. Thì hy vọng là sau chương trình này chúng ta có thể đi hẹn hò, chúng ta sẽ biết tính tình nhau nhiều hơn. Dạ. Tôi nghĩ rằng các bạn cũng đã mắt chạm mắt và kể cho nhau nghe một vài câu chuyện nào đó cũng đã gây ấn tượng với đối phương rồi. Bây giờ vấn đề còn lại là chúng ta sẽ bấm nút 3, 2, 1. Bấm bài luôn. Rung thiệt em không rung giỡn? Có rung thiệt không em? Có rung thiệt không em? Không rung chị. Có rung đâu. Đó. Mạnh dạn đi lên em. Em trai, mạnh dạn lên. Đây, đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cùng rạp Cinebox. 212 Lý Chiến Thắng. Ủa nãy hung rồi luôn hả? Hung rồi. Có em qua quay qua lấy quà cái hung quay cặp qua này hung rồi. Này hiện tại anh thích như thế. Trời mình đất đừng có không bây giờ cô này hung là ảnh coi. Cao quá chị quá rồi chết. Rồi, chàng trai đứng lại chờ nhận quà ha. Dạ em cảm ơn mấy người. Dạ cảm ơn em nhiều. Cái này là kẹo dừa với bánh tráng rồi có xíu em còn cái này bông là tự tay em gói món quà này mà. Trời ý nghĩa cái món bông quá. Này là chín bông hồng. Tại muốn người của em á là phải chín chắn. Là tự tay ngày nào hôm á là tự em mua bông, tự em về gói. Quá giỏi, bông đẹp quá. Cảm ơn em nhiều. Thấy chưa? Người con gái mà tặng bông cho người con trai là thấy người ta mạnh mẽ dữ lắm rồi đó. Cậu đứng đứng hình luôn. Thấy bông đẹp không? Khen tiếng tối. Bông đẹp. Bông đẹp mọi người cũng đẹp. Đó. Trời ơi, phải vậy chứ. Mình đầu chỉ tao hai không biết nữa. Rồi, thôi về ghế ngồi đi. Có kẹo dừa là có bông nữa được rồi. Rồi, ngồi đối diện nhau ha. Từ đây. Rồi, kẹo dừa bánh tre ha. Quá trời ngon luôn. Chúc ăn nhớ chiên cục nha. Dạ cũng có phần anh với chị nữa. Răng thì dạ. Cũng có phần anh với chị. Có anh nữa hả? Dạ. Trời ơi, quá trời tu đáo luôn. Cảm ơn em nha. Coi chừng mấy đứa nguyên trúc mình ăn hết trơn. Nhung mình ăn hết á. Anh chào em. Dạ anh chào. Anh ở Nhân Trạch Đồng Nai. Ông gần mà em ở. Dạ em ở quê Bến Tre. Bến Tre ông gần. Huyện Bình Đại. Dạ con gái Bến Tre đẹp đi. Cảm ơn. Thì công việc của anh thì làm chạy xe mà. Chạy xe Grab á. Dạ em biết. Bây giờ mình nói về quan điểm hôn nhân gia đình cho nhau nghe đi. Mình đã đổ vỡ một lần rồi, mình muốn một cái chuyến đò sắp tới nó sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ cố gắng khai thác thật nhiều hai bên về câu chuyện, về sự năng động hay gì đó để hai bên hiểu nhau nhiều hơn nha. Mình nói nhiều hơn chút xíu nha các bạn. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Em chào anh Quỳnh Linh và chị Ngọc Lan. Dạ. Với người đẹp chơi bên kia. Với chào khán giả. Em ở ấp 3 xã Long Thọ, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Vậy là ở gần cái bạn hồi nãy ha, bạn nãy cũng ở Nhân Trạch đó. Bạn bên kia đó ở đâu là khu Nhân Trạch. Rồi. Nghề nghiệp của em là chạy xe Grab. Chạy xe Grab, em tên là gì? Tên là Trương Sinh Hiệp, sinh năm 1892. Cái gì?
Trương Xuân Hiệp. Trương Xuân Hiệp, sinh năm 82. Em chạy Grab, em ở Nhân Trạch. Quê em ở đó luôn hả? Quê thì ở ngoài Bắc á. Ngoài Bắc. À, rồi em vô Nhân Trạch em mà... Ông bà già đi miền Nam có nhiều tỉnh rồi. À, như vậy ông bà già đang ở Nhân Trạch luôn hả? Bà già ở Nhân, ông bà già ở Nhân Trạch. Bà rồi. Con ở đó luôn. À, tức là... Họ hàng ở đó hết rồi. Hết đây luôn rồi. Hiện nay em đang ở với ông bà già luôn. Dạ, em... Em thì có gia đình rồi, nhưng mà... Giờ là riêng rồi. Ở riêng rồi. Dạ. Như vậy ông ấy ở nhà riêng hay là ở nhà thuê? Thì ở nhà thuê á. Nhà thuê, dạ. Có gia đình rồi. Dạ. À, rồi. Rồi anh Xuân Hiệp, 41 tuổi. Dạ. Đang là tài xế xe công nghệ ở Nhân Trạch. Dạ. Mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu với mình ạ. À. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan và chào tất cả anh chị trong khán phòng. Em tên là Lê Kim Ngọc, em ở Bến Tre. Bến Tre, Ngọc ở Bến Tre. Ngọc làm công việc gì? Dạ, mà 4 năm về trước em là nhân viên bưu điện mà em nghỉ này được mấy tháng. Em nhà em buôn bán với em mở cái tiệm tạp hóa với em photo. Dạ, là mình mở cái tiệm tại Bến Tre luôn ạ. À. Dạ. Rồi bây giờ là Ngọc sinh năm mấy, Ngọc giới thiệu cho nhà trai biết ạ. À. Dạ, em sinh năm 1983. Dạ. 83. Chị Ngọc sinh năm 83 ở Bến Tre và có một cái tiệm tạp hóa tại nhà. Bán tại nhà luôn. Dạ. Dạ. Rồi Ngọc đang ở với ai vậy Ngọc? Dạ, em ở với hai con. Ngọc đang ở với hai con. Hai mẹ con là nhà riêng của mình hả Ngọc hả? Dạ. Huyện nào Ngọc? Dạ, em ở huyện Bình Đại. Bình Đại. Dạ. À, rồi em trai là mình đang ở nhà riêng, mình ở với ai? Một mình luôn hả? Dạ, có hai cha con. Hai cha con, con trai hay con gái? Trai. Con trai. Em với bà xã em cưới nhau lâu chưa? 10 năm rồi. 10 năm. Rồi chia tay mấy năm rồi? Chia tay là 5 năm. 5 năm rồi. Con trai nay nhiêu tuổi rồi? 10 tuổi. Ở với em luôn? Dạ. Yeah. À. Nói chung là đất đai em có rồi nhưng mà chưa có làm nhà. Đất đai là ở Nhân Trạch luôn? Yeah. À. Mình có đất nhưng mà giờ mình đang kiếm thêm tiền để xây nhà đúng không? Vậy là cũng tốt rồi đó. Nhưng mà hai vợ chồng cưới nhau 10 năm mà có đứa con trai mà chia tay, có thể cho biết một chút nguyên nhân không em? Thì nói chung là không có hợp nhau. Nó nhiều nhiều cái nguyên nhân lắm, không hợp nhau. Không phải là anh cũng soi mối gì câu chuyện của em, nhưng mà cho một chút nguyên nhân để biết lý do tại sao chia tay để mình rút kinh nghiệm thôi mà. Nói chung là đấy, người bên đấy người ta không có thật với mình. Không có thật với mình. Người về quê xong rồi ở xong rồi không lên nữa, thế là đi gặp người khác. À rồi thôi được rồi. Tức là nguyên nhân, một nguyên nhân rất nhạy cảm ha. Dạ. Rồi. Chứ em có chăm sóc vợ con tốt không? Cũng bình thường, cũng được. Em có thấy mình là một người chồng vô tâm hay là gì không? Em thì nhậu nhẹt thì không có nhậu đâu. Ngày xưa thanh niên thì em đi nhậu, nhưng mà khi em lấy vợ rồi không nhậu, không hút thuốc. Nhậu. Không thuốc lá. Không thuốc lá. Không, không em thấy được. Mình có lỗi gì trong cái cuộc tình đó không? Dạ không. Không có hả? Dạ, do cái số phận của em thôi. À, rồi. Cái túi em túi tốt mà. Em tốt. Ừ. Đó, mời nhà gái. Còn nhà gái thì sao? Vì sao mà mình kết hôn bao lâu rồi? Kết hôn nay được, con gái lớn của em là được 14 tuổi, 15 năm. Dạ. Và chồng của em đã ở với người khác nay được 3 năm. Em ly hôn này được tháng 5 tới nay là được 8 tháng. Ly hôn là được 8 tháng. Dạ. Và lý do là vì chồng đã có người khác 3 năm nay rồi. Ừ. Mà bên đó con trai hay gái vậy? Nên mình hai đứa là dạ, trai gái. Hai đứa gái. Hai đứa trai hết luôn hả? Hai đứa gái à. Hai đứa gái rồi bên đây. Đứa đầu là 14 tuổi. Dạ, tới nay 14 tuổi. Còn đứa sau? Đứa sau 10 tuổi. Đứa sau 10 tuổi. Ừ. Dạ, người mẹ đơn thân mà nuôi hai đứa con cũng mệt. Ừ. Bán tạp hóa cũng khó khăn đó. Rồi mình chia sẻ một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của cả hai đi, nhà gái. Em thì thích hòa đồng mà em thích hay hát. Thích hát? Không hát không hay mà hay hát. Chút mở rào ra mình hát tặng nhà trai bài ha. Dạ. Và với em hơi nhiệt tình và con gái là phải thật, em ghét giả dối lắm, em không thích giả dối. Dạ. Rồi còn điểm yếu? Yếu hả? Em có nhiều lắm. Mà nhận nóng lên cái em nóng lắm, em quýnh một cái. Quýnh luôn? Dạ, em nóng lắm. Em hay nói thật thẳng. Báo cho nhà trai biết rồi, bên kia hả nóng lên một cái là quýnh liền. Chịu được không? Thì nếu mà quýnh thì em chạy. Quýnh là chạy hả? Chạy Grab mà. Quýnh là chạy chứ.
cứ quýnh là chạy, quýnh là chạy thôi. Cái này đi chở khách liền. À, mà không quýnh cũng chạy. Ưu điểm, khuyết điểm của em xem chương trình anh Quỳnh Linh Ngọc Lan lâu rồi, chắc cũng hơn chục năm á, hồi chưa có vợ mà thấy cũng hay nên em mới đăng ký. À vậy đó hả? Em cũng thích, em cũng mỗi Quỳnh Linh. Cảm ơn em nhiều. Em rất thích. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì em trai? Dạ, ưu điểm bạn gái là sao anh? Ưu điểm của em á? À, ưu điểm em thì hiền lắm, nhưng mà em thích ở bên người phụ nữ. Là ý là ưu điểm em thích ở bên người phụ nữ á. À, tức là em chỉ muốn ở bên người phụ nữ thôi. Dạ. Cũng được, vậy ưu điểm tốt quá chứ. Là không muốn xa người phụ nữ đúng không? Dạ. Mà nhất là người phụ nữ mình yêu thương nữa đúng không? Dạ. Vậy là tốt. Người không yêu mình có thích ở gần không? Công chung là người mình không yêu thì mình đi mình cũng thích thôi, chứ mình cũng đâu làm gì được. Cũng rất thích mà. Nói chung là ra đường thấy gái thì cũng thích. Dạ. Không đúng, cũng đúng. Yeah, nói chung là mình thích thôi, ai chứ mình nói thật làm ra thì... là ông mà ai thấy cái đẹp cũng thích. Yeah. Vấn đề là mình biết kiểm soát mình thôi. Đó, chứ không phải là thấy không thích là không phải là ông rồi. Nhưng mà cái thích đó nó không phải là quá đáng. Em thấy ai cũng nhìn chằm chằm trời thích quá thì là cũng không được. Yeah. Đúng không? Yeah. Cảm ơn. Yeah. Có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm về em hả? Khuyết điểm em thì cũng cũng nói chung không có đi chơi lăng nhăng, nó không có nhậu nhẹt gì mấy đâu. Nóng cái tính không? Cưới đám đồ thì mới đi uống vài ba lon. Có nóng tính không? Không, tính bình thường. Có gây lộn, muốn lào lộn gì không? Không, ngày xưa thì có, ngày thanh niên á. À. Chứ bây giờ không có đâu. Không có đúng không? Ngày lớn giờ lo làm ăn đúng không ha? Yeah. Rồi, ok. Bây giờ là em đi muốn tìm một người yêu thương của em như thế nào? Dạ, em muốn tìm người bạn nữ đó là khoảng 50kg, cao 1m50. 51 được không? Dạ, 51 cũng được. Dạ, mà người bên nữ đó tầm khoảng 32 tuổi đổ lại. 32 tuổi. 32 tuổi đổ lại hả? Đổ lại này. Bên kia mấy? Bên kia sinh năm 82. Chắc hơn rồi hả? Dạ, 32 tuổi lại mà nói chung là có một đứa con hoặc là chưa có đứa con. Bên kia hai đứa. Đứa. Bên kia xấu gì cũng lấp bồn đó. Cái hồ sơ của em là lên là em làm mà hồ sơ là tầm là sinh ra tầm con 32, 32 sinh 32 tuổi á, đổ lại. Chờ anh chút xíu. Dạ. À, chờ em gái. Nhưng mà sao nữa anh? Sao? Nhưng mà hồ sơ em là có một đứa con thôi. À. Một đứa con hoặc là chưa có con thì tốt. Quá ta đẻ đứa thứ hai rồi. Chưa có con thì tốt. Em 83 là mấy? Sai cái hồ sơ của em rồi. Rồi. Đó là anh tưởng chuột của trong giấy từ 83, em 39 tuổi à, 84 lận chứ 83, mà trong giấy nó làm sớm hơn tuổi. Coi như ba mấy đó. Còn tiêu chí của em kiếm chồng như thế nào? Tại vì em đã lỗ dở một lần, em muốn kiếm người phải thật, đừng giả dối mà phải ăn ngay nói thẳng, chứ đừng nói chung là đừng ít mà mở, cái gì nói thẳng. Chứ em không thích, em là dân người miền Tây, thích nói thẳng, ăn ngay nói thẳng. Và với là phải biết nghĩ tới người vợ bên cạnh, rồi với nghĩ cái cảm nghĩ vợ mình ngày nay muốn là gì và làm gì, hay là tối ngày chỉ biết đi về nằm cái ịch đó là không phụ, ví dụ gì công việc nhà, về nhà không phụ với vợ, như là cảm như là hồi đó em cũng như có một đi tù như vậy, em giờ em sợ cái cảnh tức là muốn người chồng về không phải là đưa tiền, cái dục tiền đó xong rồi nằm ra ngủ, rồi đó, vợ muốn làm gì làm đúng không? Dạ. Phải quan tâm chăm sóc nữa ha. Dạ. Thật ra cô gái bên đây 39 tuổi nhưng mà còn xinh lắm em mà, còn trẻ lắm ha. Thôi cứ gặp nhau đi rồi tính. Cứ gặp nhau đi rồi tính, biết đâu được. Rồi bây giờ mình hỏi người thân đi. Nhà gái đi với ai ạ? Dạ em đi một mình. Một rồi. Mình. Dạ. Một mình tôi lại một mình với nhà tôi. Nhà gái đi với ai? Em cũng đi một mình. Rồi. Thôi để cho một mình với một mình gặp tự nhau. Tự xử với nhau. Biết đâu họ thành hai mình. Đúng rồi. Dạ, ông ba bà mới đi xuống dưới ngồi. 3, 2, 1, mở nào. Bắt đầu đi em trai. Cứ nói chuyện. Nào, mở rào. Ông rào ông ngủ rồi hả? Đứng lên đi em. Có món quà nhỏ nhỏ tặng em. Dạ, em cảm ơn. Rồi, chàng trai đứng lại chờ nhận quà ha. Dạ, em cũng có món quà.
Dạ, cảm ơn em nhiều. Cái này là kẹo dừa với bánh tráng rồi có xíu em còn cái này bông là tự tay em gói món quà này là trời, ý nghĩa cái món bông quá. Này là chín bông hồng là em muốn người của em á là phải chín trắng là tự tay ngày này hôm á là tự em mua bông tự em về gói. Dạ. Quá giỏi, bông đẹp quá. Cảm ơn em nhiều. Người con gái mà tặng bông cho người con trai là thấy người ta mạnh mẽ dữ lắm rồi đó. Cũng đứng hình luôn. Thấy bông đẹp không? Khen tiếng đẹp, tối. Bông đẹp. Bông đẹp mà người cũng đẹp. Đó. Trời ơi, phải vậy. Vậy đó mà đầu chi 32 không biết nữa à. Rồi, thôi về ghế ngồi đi. Có kẹo dừa rồi có bông nó được rồi. Rồi, mình ngồi đối diện nhau ha. Từ đây. Rồi, kẹo dừa bánh tre ha. Quá trời ngon luôn. Chúc ăn nhớ chiên cục nha. Dạ cũng có phần anh với chị nữa. Răng thì răng giả. Cũng có phần anh với chị. Có anh nữa hả? Dạ. Trời em ơi, có quá trời chu đáo luôn. Cảm ơn em nha. Coi chừng mấy đứa Nguyên Trúc mình ăn hết trơn. Nhung mình ăn hết á. Anh chào em. Dạ em chào anh. Anh ở Nhân Trạch, Đồng Nai. Ông gần mà em ở. Dạ em ở quê Bến Tre. Bến Tre ông gần. Huyện Bình Đại. Dạ con gái ở Bến Tre đẹp đi. Cảm ơn. Thì công việc của anh thì làm chạy xe mà. Chạy xe Grab á. Dạ em biết. Bây giờ mình nói về quan điểm hôn nhân gia đình cho nhau nghe đi. Mình đã đổ vỡ một lần rồi mình muốn một cái chuyến đò sắp tới nó sẽ như thế nào. Nói cho nhau nghe đi. Em nói trước đi. Em nói trước đi. Dạ, em muốn người đàn ông của em á là phải biết trung thực nè, phải thẳng thắn chứ đừng giả dối. Một em đã lỡ một lần mà người đó đã gạt và lừa dối em là có người khác 3 năm. Thì em muốn người đó phải biết về nhà công việc nhà đối với vợ con là phải biết phụ, khi về nhà mặn vợ cũng đi mặn, em chồng cũng đi mặn, mình đi về nhà biết phụ, biết nút vô nhà là phải biết phụ vô phải nấu cơm. Hai vợ chồng cùng nấu cùng ăn. Thì cái đấy thì anh cũng trải qua nhiều năm rồi. Nói chung là nấu ăn, nấu cơm nước là bình thường, nó bình thường. Nếu mà anh mà có lấy em thì chắc thì anh cũng nấu ăn luôn, đi chợ luôn. Thì đến chương trình này thì anh cũng muốn làm quen em. Thì nếu mà được thì anh với em bấm nút là tính đến chuyện hôn nhân. Bây giờ hai người ở xa nhau chút xíu đó. Mình coi cái tính cái chuyện giao lưu rồi gặp gỡ rồi hẹn hò đó sao? Thì nếu mà em một tháng là thường là em rảnh ngày nào? Một tuần. Dạ, em có rảnh ngày chủ nhật. Tại thương em ở đó, tại vì ở nhà tiệm em có tiệm photo, vậy em phải photo từ thứ hai đến thứ bảy. Là chỉ có một mình tiệm, chỉ có một mình em với hai đứa con à. Nói chung á là cổ rảnh suốt luôn. Em rảnh lúc nào em cứ xuống, tại vì cổ ở con chỗ à. Cổ vừa bán hàng vừa photo, em nhào vô phụ photo, phụ bán hàng. Là coi như là mình hẹn hò rồi đó. Như đó gì đi giao hàng giùm ta luôn. Thật ra nha, để anh nói cho em trai nghe nè. Đây cô gái rất bản lĩnh, nuôi hai đứa con rất giỏi nha. Bán tạp hóa, làm photo mà tất cả kinh tế của cổ là cổ quyết định hết. Cũng rất là giỏi luôn. Còn em có vẻ hơi nhút nhát chút xíu đúng không? Dạ. Đấy, chúng ta kết hợp với nhau. Em đi giao hàng đó, này kia cũng rất là tốt luôn đó. Thành ra là mình trao đổi chút xíu đi, hẹn hò. Bất kể lúc nào em, nếu mà em thấy hợp người này thì cứ chạy xe xuống. Thấy không? Dạ, cũng gần mà từ trên em xuống như đó chắc có 150 cây à. Đầu dữ vậy? Bến Tre 150 cây. Không có tới. Tầm đấy. Trời ơi, không có tới. Dạ. Bây giờ đi rất là nhanh luôn á. Em có nghe bài Phải Lòng Cô Gái Bến Tre chưa? Dạ. Đó, chút nhớ hát bài đó nha. Bây giờ nè. Em mà nó bị nhiệt cái lưỡi nè, nói hơi trần. À không sao đâu. Quan trọng tính tình, cái lưỡi đâu quan trọng đâu em. Mấy hôm nay rồi. Tôi kệ nó, không sao hết. Bây giờ nè em nói đi. Là khoảng bao thứ mà hai người tìm hiểu nhau đó, thì bao lâu thì em sẽ tiến tới được. Rồi mình quan điểm về con cái đi, thí dụ mỗi đứa có con rồi, bây giờ mình có cần có con nữa hay không? Em hai đứa con gái hả? Dạ, em hai đứa. Đứa lớn bao nhiêu tuổi nhỉ? Đứa lớn học lớp 8, đứa nhỏ học lớp 5. Dạ. 13. Vậy đặt trường hợp hai đứa về với nhau thì
có ba đứa con đó, có sinh thêm nữa không? Hỏi đi. Thì theo em nghĩ sinh nữa hay là hay chừng đấy? Nếu có điều kiện thì sinh nữa cũng vẫn được bình thường. Dạ, em cũng sẵn sàng. Thì theo ý em sao anh vậy mà? Rồi giờ bao lâu mình cưới nè, mình hỏi nhà gái đi, bao lâu thì, nhà gái chồng qua? Thì càng nhanh càng tốt. Hỏi nhà gái. Dạ, theo em nghĩ lâu hay là mau? Dạ tùy, nếu mà thích hợp, nếu như cảm thấy hợp thì cứ bình thường. Nói với em thì vẫn lớn, em cũng nghĩ là đã một lần đổ vỡ, ví dụ em đến tới đây tương trường này là em cũng muốn kiếm một người đặng có muốn mở lòng hơn chút xíu nữa, là có một người nữa để lo phụ lắng với em, lo lắng chung em. Vai kề vai. Dạ đúng rồi. Không? Lâu hay là chậm là do em, nhanh hay là lẹ là do người đàn ông hết. Thật ra người phụ nữ đó họ cũng mong cái cũng nhanh là nhanh, nhưng mà cứ ông cứ lề mề hoài, em cứ ba tháng xuống lần, tháng xuống lần sau nhanh được. Mà giờ anh với em cũng đương nhau mà mình giờ cũng ấy rồi, có tuổi rồi chứ đâu phải 20 hôm mấy đâu. Nhanh càng nhanh càng tốt. Đúng rồi, nhanh tốt nhanh, là giờ em đó, em cứ xuống em mở 1 tháng luôn dưới đi, bảo đảm rất là nhanh luôn. Mai mốt rồi anh bán đây xuống ở với em luôn được. Đó. Quá được luôn. Bán đất ở đó, đất nhà Trạch bán cũng có giá lắm, không? Yeah. Xong rồi xuống Bến Tre, hai vợ chồng mình mở cái tiệm bự mở hơn. Tiệm bự hơn, mình mua máy photo về thêm, rồi cái mình mở rộng ra, rồi cái vợ bán chồng gọi là gọi đi chuyên chở, đi ship hàng kia rất là tốt luôn. Rồi nhà có ba đứa con nữa, trời ơi, mình lớn hết trơn rồi, con em mấy? 10 cũng được rồi, con đây. Dạ, đứa nhỏ 10, đứa lớn 13. Rồi. Vậy thì cũng đỡ rồi, nó tự đi học đó, kiếm cái trường gần gần đó, trường Bến Tre gần. Giờ hiện tại em ở nhà em tự em mằn, rồi hai đứa con tự chạy xe đi học, tự về, rồi tự phụ với mẹ. Đúng rồi. Có khi em đi vô đò thì con ở nhà tự buôn bán luôn, tự photo, tự làm. Thấy chưa? Đó. Vậy là nuôi con vậy là quá giỏi, quá rồi. Quá giỏi rồi đó. Em phải cần có một người bên cạnh năng động như vậy đó, giỏi như vậy đó. Dạ. Chứ em cũng hơi hiền đúng không? Em cũng bình thường. Gì? Cũng bình thường. Cũng bình thường hả? Không có bình thường đâu, không bình thường. Nhưng mà thấy bất thường lắm. Hiền quá. Hiền quá chứ sao bất thường? Thì hiền quá nó hiền. Bất thường lắm. Không, không phải là hiền, mình làm cái gì nó đúng, nó phù hợp thì thôi. Đúng rồi. Mình đừng có, mình làm gì mình phải nghĩ trước, nghĩ sau. Làm gì đó mình phải nghĩ. Thật ra bây giờ để tìm một cái người phải, mà như mình muốn em. Chứ đâu phải lầu xào được. Đừng có lầu xào. Không. Lầu xào giống tôi quá trời. Lầu xào xào xào. Xào xào lòng xào xào dương. Bắt tay anh cho. Dạ. Dạ. Rồi em gái đứng lên xíu nào. Dạ. Đây. Thật ra hai người này thì một gọi là một chặng đường quá dài. Chúng ta không có hạnh phúc với nhau rồi. Ha. Bây giờ mình đứng gần nhau, coi coi cảm xúc của mình nó có phù hợp với nhau hay không. Thật ra cô này còn trẻ đó chứ. Trẻ hơn tuổi đó. Trẻ mà, em trẻ hơn tuổi đó. Chúc em anh uống cà phê. Chúc như tặng chầu dừa được. Có là có luôn. Ủa còn trẻ đó, còn em thì hơi hiền, thì gặp người là giỏi buôn bán, giỏi làm ăn. Yeah. Biết đâu hai người hợp lại với nhau, chúng ta cũng có thể làm giàu được đó. Nắm tay đúng không? Cái tim nó đập. Đập rồi đúng không? Có đập đúng không? Có đập là được. Nha. Hai đứa hồi ăn chung cục kẹo dừa nó còn đập mạnh hơn nữa. Nha. Rồi bây giờ nè em nhìn thẳng cô gái coi. Giờ nè em hát bài gì đó. Em hát bài Hỏi Vợ Ngoại Thành. Nhìn cô ấy á. Nhưng mà nó hơi hồn vẫn hát. Kệ, nó có anh đứng sau lưng nè, nhìn cô ấy hát để coi cô nhìn mình sao. Anh chị nghe bài hát chỗ nào mà không ấy bỏ qua cho em. Không sao hết, cứ hát rồi nó cũng qua thôi. Sẽ có một ngày nơi ngoại thành xã anh sẽ về thăm. Tâm đồng ruộng sâu, tâm giảng dừa cao lũy trúc bền lâu. Xưa đã cùng em tới vườn trầu, nghiêng nắng bóng hàng cau xanh dạt dào. Bên giàn thiên lý, bên khóm mai, ngày xuân tháng hạ cùng em ăn mà.
sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo bà ba bên giường nhà, em ngắm dần trăng non thì thầm. Anh về nỗi ô bao yến oanh, đừng quên ước hẹn tình em ngoài thành. Em ơi dù xa cách mặn lòng không phụ lòng, anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh sẽ về thăm quê. Hỏi bụi chậu cây và hỏi buông câu, con chim manh manh hót câu tình tứ. Một vầng trăng nghiêng lên lén bên em, một dàn hoa thiên lý êm đềm. Còn nữa hả? Bài này nó dài lắm. Dài lắm hả? Em hát nó dài thiệt. Gì đóng quê thân dịu dàng thay bát ngát vòng tay. Yo. Em sẽ là cô dâu dịu hiền, anh rước về khoe khắp nội thành. Dẫu hiền rễ thảo đẹp biết vì bao à. Gặp ai em cũng mừng, gặp ai em cũng chào. Hay quá. Em hát là phải có nhạc của anh nó mới sung nổi. Không là không sung, không đúng, nhận ra được bài hát luôn. Đúng rồi. Cái nè, anh nói là nửa hai vợ chồng có cãi nhau là em cứ hát. Đúng rồi. Là bà quên hết giận hờn luôn. Nhớ nha. Cứ em ai mà gây lộn với em, ai mà la mắng em gì đó là em cứ hát. Hát hồi hồi sùi lơ luôn. Đúng, hát lại cho nó quên không khí. Đúng rồi. Hát là nhớ kêu anh đàn nha, phải có anh vô nó mới. Trời dễ thương quá. À. Dễ thương. Em hát bài coi. Em hát khúc rồi. Rồi khúc cũng được nữa nè. Em khúc bây giờ. Rồi, cũng rồi ok là... nè. Coi bạn gái hát nè. Em hát bài Hương tóc mạ non. Đó, Hương tóc mạ non. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá. Tiếng ngọt ngào sát nào đông đó nhớ xa xưa trời trưa bỗng vừa. Tình quê hương. Hai hai tiếp tục hát đúng rồi đó. À, làm lại. Nào lại nè, vừa xong ca cũng được nè. 2, 3. Em quên lời. Hát từ đầu. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá. Tiếng ngọt ngào nào đông đó nhớ xa xưa trời trưa bỗng vừa. Tìm quê hương. Tiếp luôn. Tiếp, em hát tiếp được không? Em không có thuộc bài đấy. Em thuộc chặt chẽ không à? Chưa, thấy sung chưa đó? Không hát cũng nhảy luôn. Vui vẻ chưa? Chắc tao nó đỡ hồi hộp. Đúng rồi đó. Chắc hồi giờ hết rồi mình. Đúng. Cuộc sống nó phải vậy đó em. Mình nó gọi là buồn quá rồi. Tất bật vô sinh, cuộc sống nó buồn quá rồi. Tình cảm nó cũng được may mắn lắm thì mình phải vui vậy đó em nha. Yeah. Nhớ tinh thần là vậy nha anh trai. Yeah, cảm ơn ok anh. Được rồi, giao lưu tình cảm với nhạc âm nhạc chút xíu được rồi, hát hồi nữa anh mệt quá. Để tay vô đây rồi nè. Mời anh chị để tay vô nút đó. Bấm sau khi chúng ta nói chuyện với nhau, chúng ta giao lưu âm nhạc với nhau, bây giờ chúng ta đưa ra quyết định, chỉ có các bạn mới hiểu được là mình quyết định như thế nào thôi. Chúng tôi không bàn cái việc đó. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó, chứ không phải là bấm chơi cho vui nha. Chuẩn bị 3, 2, 1. Hết thời gian. Không hả? Có bấm không? Không hả? Không bấm hả? Không. Không hả? Bên kia cũng bấm luôn. Ôi, tôi mệt quá. Sao vậy? Chắc là em biết cái cảm giác của anh là không bấm rồi. Khi đầu tiên anh nói hay là anh tìm người tầm 32 tuổi đô lại, một đứa con hoặc là chưa có con. Vậy cũng mong chương trình thông cảm cho em. Rồi. Rất cảm ơn chương trình nhiều. Cảm ơn em. Tại con Nhung. Dạ không gì. Thật ra thế này nè. À, cái chuyện con cái nó cũng quan trọng đâu. À, có nhiều người ta ba bốn con ta cũng kiếm được một người chồng cũng tốt. Vấn đề chỗ là mình có hợp nhau làm ăn hay không thôi. Thấy không? À, thôi thì mong muốn mình vậy thì cũng được, không sao hết trơn, không có
trách gì đây. Nhưng mà hai người có thể làm bạn với nhau đi. Bắt tay cái làm bạn nhau nè. Bữa nào mình rảnh rảnh về mình đại hát chung bữa. Vậy là vui rồi. Yeah. Biết đâu điều đến sẽ đến nha. Yeah. Rồi. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Yeah. Mong rằng trên sóng truyền hình sẽ có rất nhiều người hợp với hai mảnh ghép của chúng tôi. Sẽ gửi thông tin về chúng tôi để có thể kết nối ha.